chào mừng đến với thử tài đọc trailer trên kênh TV Star SCTV 11. Chúc Linh xin được chào đón quý vị và các bạn, những khán giả thân thương đang đến với chương trình Thử tài đọc trailer được phát sóng vào lúc 20 giờ 45 hàng ngày trên kênh TV Star SCTV 11. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng làm quen với một bạn sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Huỳnh Thanh Thủy. Em khá nhút nhát nhưng lại rất thích xem phim hành động và trinh thám. Em cũng rất thích nghe truyện hơn là đọc trực tiếp bằng mắt. Em rất thích nghe người đọc dùng giọng của mình để diễn tả nhiều sắc thái khác nhau của nhân vật, làm câu chuyện thêm sinh động. Bản thân em cũng mong muốn được một lần thử sức trong lĩnh vực đọc truyện hay liên quan đến việc thu âm. Cảm ơn chương trình đã tạo nên một sân chơi cho những khán giả có cùng sở thích giống em tham gia và phát huy sở trường của bản thân mình. Ngay sau đây, Trúc Linh xin được kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng đọc của bạn Huỳnh Thanh Thủy với trailer của bộ phim Hôn Nhân Dối Lừa. Bác và bác đã sẵn sàng công bố kết quả cuộc tình của họ trong năm nay. Cô bác có ý định có con ngay không vậy? Chuyện có con hả? Lúc 18 giờ. Ê, chân thật đúng. Tình mới chớm nở. Tôi kêu mẹ tôi tới hỏi cưới cô. Nhưng tình cũ chưa phai. Sự xuất hiện của dàn sao sáng giá đến từ xứ sở chùa vàng. Anh nói chúng ta thật sự phải cưới nhau sao? Anh đã đồng ý rồi mà. Đón xem Hôn Nhân Dối Lừa lúc 18 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Tiếp theo chương trình sẽ là một anh chàng sinh viên yêu thích phim hài, phim kinh dị, tình cảm đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Huỳnh Diệu Huy. Và bạn sẽ thể hiện trailer của bộ phim Vẫn Mây Hoa Đào. Chúng ta hãy cùng lắng nghe quý vị nhé. Mùa hè này trên TV Star. Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Năm nay 30 tuổi rồi, năm sau là 31, năm sau nữa là 40. Lúc 20 giờ. Giải quyết sao đây? Lấy thân đình đám nha. Cái gì? Cậu có điên hay không vậy? Chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Hoàng Cảnh. Quen bao lâu rồi? Chưa đầy một tháng. Quen ở quán bar, tình một đêm. Bây giờ hãy nhìn cô dâu đắm đuối đi. Không phải oan gia, không cùng nhà. Thấy ngon. Ngon lắm á. Thức ăn của chó đó. Đón xem Vận May Hoa Đào lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Công việc hiện tại của tôi là nhân viên văn phòng ở một khách sạn quận nhất. Buổi tối ngoài việc học thêm tiếng Nhật, tôi còn xem phim để giải trí. Các bộ phim mà tôi thích theo dõi là phim trinh thám, hình sự, phá án. Tôi quyết định tham gia chương trình để làm mới chính mình. Kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của bạn Nguyễn Đỗ Thu Thu ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy cũng lựa chọn trailer của bộ phim Vận May Hoa Đào để thể hiện. Trúc Linh xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mùa hè này trên TV Star. Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Khi nào con lấy chồng? Năm nay 30 tuổi rồi, năm sau là 31, năm sau nữa là 40. Lúc 20 giờ. Giải quyết sao đây? Lấy thân đình đám nha. Cái gì? Cậu có điên hay không vậy? Chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Hoàng Cảnh. Quen bao lâu rồi? Chưa đầy một tháng. Quen ở quán bar, tình một đêm. Bây giờ hãy nhìn cô dâu đắm đuối đi. Không phải oan gia, không cùng nhà. Thấy ngon. Ngon lắm á. Thức ăn của chó đó. Đón xem Vận May Hoa Đào lúc 20 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Thưa quý vị, hai giọng đọc với cá tính và cách thể hiện khác nhau nhưng vô cùng thu hút, khiến cho chương trình càng thêm phong phú và bộ phim Vận May Hoa Đào càng thêm hấp dẫn, phải không ạ? Khác với Vận May Hoa Đào, bộ phim Câu Chuyện Mẹ Tôi lại là một bộ phim hay và xúc động sẽ được giới thiệu đến chúng ta qua giọng đọc của bạn Nguyễn Quốc Thịnh, một nhân viên kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. 30 năm trước, vào một ngày định mệnh. Mẹ ơi, bà con chết rồi. Khi gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy yếu, không còn lựa chọn nào khác ngoài làm gì, tôi làm mọi cách để con cái được ăn no và được đi học. Và hôm nay tôi vẫn luôn cố gắng sống thật tốt. Nhưng cuộc sống vốn không yên ả. Nhà cửa thì trống rỗng. Đừng có nói gì nữa, mẹ có tiền mà. Trời ơi. Mở miệng ra là tiền, chôn dù trong đống tiền và chết cùng với đống tiền đó đi. Tất cả là do mẹ mà ra đó.
đón xem câu chuyện mẹ tôi lúc 19 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11. Kính thưa quý vị, bài dự thi của bạn Quốc Thịnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Quý vị nào còn chưa tham gia cuộc thi thì hãy nhanh tay thu âm bài dự thi theo mẫu có sẵn, đính kèm theo đó là thông tin đăng ký cùng với một bức ảnh chân dung của mình gửi về địa chỉ email quen thuộc thử tài đọc trailer@sctv.vn trước ngày 25 hàng tháng. Và nếu còn có thắc mắc gì về thể lệ tham gia hay nội dung bài dự thi thì xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.sctv.com.vn của chúng tôi. Đừng ngần ngại bộc lộ khả năng đặc biệt của bản thân mình quý vị nhé. Thử tài đọc trailer, một sân chơi mới lạ duy nhất trên kênh TV Star SCTV 11. Thử tài đọc trailer, khẳng định sự khác biệt.